Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép shop em xin được gửi lời chào, lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác, toàn thể anh em có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt là các bác có cái sở thích đạp xe đạp địa hình các bác nhé. Ngày hôm nay thì shop em sẽ giới thiệu cho bác về 4 cái mẫu xe đạp địa hình mà bên shop đang kinh doanh, và công khai giá luôn để các bác cân đối tài chính, để các bác lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp nó phù hợp với cái nhu cầu cũng như là cái vóc dáng của mình. Trước khi đi vào chi tiết của video thì shop cũng xin được nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop luôn, để các bác nào mới vào kênh các bác chưa biết thì các bác tham khảo. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác ở gần thì các bác đến trực tiếp bên shop xem xe cũng là mua xe trực tiếp luôn. Còn các bác nào mà ở xa không đến được với shop thì bên em có nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Và nhận hàng thì quyền lợi các bác là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đúng đủ mẫu mã như trên video em quay, các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá. Trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng, các bác có quyền từ chối nhận hàng, thì đấy là quyền lợi các bác. Thế còn bên shop em thì quay video như nào, bán hàng như thế. Thế nên là trước khi các bác quyết định mua xe ấy, thì các bác hãy tham khảo thật kỹ những cái video mà em giới thiệu về xe đi, sau đó các bác hãng đưa ra quyết định là đặt hàng, để tránh trường hợp khi mà gửi xe cho các bác, vì xe này là nó cũng thuộc dạng là hàng cồng kềnh, gửi đi cho các bác rất là khó khăn. Thì hàng mà đến nơi ấy, nó xảy ra vấn đề gì khúc mắc thì nó cũng không hay. Còn shop em thì cũng không bắt các bác phải đặt cọc trước một đồng nào cả. Đó, chúng ta tin tưởng nhau thôi thì chúng ta làm việc. Trừ giả những chiếc xe đạp nó có giá trị lớn thì bên shop mới bảo các bác đặt cọc để gọi là một chút trách nhiệm thôi. Vì khi làm việc với nhau nó có trách nhiệm các bác ạ. Đó là về cái cách thức mua bán giao dịch. Thế còn ngoài cái mẫu xe đạp địa hình mà bên shop đang kinh doanh ra, thì shop là một cơ sở chuyên cung cấp đầy đủ các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp gấp. Các cái phân khúc giá tiền từ thấp lên cao thì bên shop đều có. Các bác có nhu cầu tham khảo và mua xe thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số máy shop để ở phần tiêu đề hoặc phần mô tả. Số máy đó thì có Zalo, các bác kết nối Zalo thì bên shop sẽ có nhân viên trực tiếp tư vấn, báo giá cụ thể và gọi video để quay xe cho các bác xem. Và không để các bác chờ lâu nữa thì em sẽ đi chi tiết vào video. Trước tiên thì giới thiệu cho bác về một cái chiếc xe đạp địa hình giá bình dân nhất của hãng Papilus. Với cái phân khúc giá này thì là gọi là giá học sinh đi, giá học sinh tiểu học. Công khai giá cho các bác luôn 3 triệu đồng tròn nếu các bác nào chốt sớm. Về cái cấu hình xe thì giới thiệu qua các bác, con này thì nó được thiết kế là cái phần tay lái bằng. Và ở đây nó thiết kế cả hai cái phần gọi như là kiểu trang trí phần sừng ở đây. Nhìn nó cũng rất là khỏe khoắn. Tay lái thì thiết kế cái phần tay cầm đây là cao su lon và được làm nhám để chống trơn trượt khi các bác đi đạp xe. Thời tiết nắng nóng nó ra mồ hôi tay nó không bị trơn. Bộ bấm xả là thiết kế là của hãng Siming. Đấy, của hãng Siming. Và nó có thiết kế đây là tay phanh bằng nữa để cho các bác cái trải nghiệm sử dụng rất là ok này. Phô tăng là phô tăng nhôm. Xuống đến phần bên dưới thì cái phần càng nó được thiết kế là càng thép đúc và thuộc dầu các bác nhé, để nó giảm sóc cũng rất là tốt. Trục là sử dụng trục tháo truyền thống, Meyer là Meyer nhôm này. Lan hoa là lan hoa thép liền với phần vành. Vành là được thiết kế vành nhôm, được trang trí rất là đẹp như này. Và nó được cắt CNC. Van là sử dụng thiết kế là van châu Âu, van to, lốp to và nó có nhiều phần nhám để tăng độ bám đường. Phần khung xe thiết kế là bằng thép. Thép thì nó có nhược điểm là nó nặng, nhưng mà ngược lại ưu điểm của nó thì rất là chắc chắn các bác nhé. Và nó được xử lý các cái mối hàn rất là ok này. Và mã của nó ở đây là mã CS6. Đấy, các bác có thể tra trên Google thì đều có thông tin nhà sản xuất, vì bên shop em không bao giờ kinh doanh cái hàng xe đạp gọi là trôi nổi không có thương hiệu các bác nhé. Dây phanh và dây củ đề là được đi dương khung, nhưng mà nó đi dưới cái gầm khung như này nó cũng rất là gọn gàng, nó không bị vướng khi các bác đi đạp xe. Cọc yên thì cọc yên bằng thép, trục là sử dụng là trục tháo nhanh để các bác dễ dàng điều chỉnh cái chiều dài yên phù hợp với ở phần chân của các bác. Khung yên bằng thép này, yên thì là đệm bọc da bên ngoài chống nước của hãng luôn. Và cái phần bộ phận chuyển động con này thì nó được thiết kế đùi đĩa là bằng nhôm đúc nguyên khối của hãng xe luôn này. Đùi đĩa trục ở đây là trục đặc. Và cái phần bộ phận chuyển động có 3 đĩa trước và 7 lít sau để các bác đầy đủ chế độ các bác đi đạp địa hình. Gạt đè trước của hãng Siming, gạt đè sau là của hãng Siming TZ. Đấy, khá là ok đấy. Phân khúc giá học sinh tiểu học.
có các ba ga để các bác có thể là chở thêm đồ hoặc là chở người, hoặc là các bác chuẩn bị một cái áo mưa khi đi đạp xe nó gặp thời tiết mưa cũng không bị ướt. Bidan là bidan bằng thiết kế ở đây là bidan bằng nhựa cao cấp và được làm nhám trước sau, và nó có cái phần phản quang trước sau nữa. Chân chống thì là chân chống đi theo xe các bác nhé. Chân chống đi theo xe này thì nó cũng khá là ok đấy. Phanh sử dụng là phanh thắng đĩa, không có dầu. Sang đến cái con phân khúc tiếp theo, nó cao hơn một chút. Thì cái con này là con xe thương hiệu của Lai, mã của nó là Maver. Thì con này công khai giá các bác luôn là 4,6 triệu các bác nhé, 4,6 triệu. Con này thì phanh và bộ bấm xả của hãng Shimano này. Con này là của hãng Shimano các bác nhé. Và tay lái là tay lái bằng, nó cũng thiết kế như vậy. Và càng vẫn là sử dụng ở đây là càng thép và có thuộc dầu, có khóa hành trình để các bác sử dụng khi mà đi đường bằng thì các bác khóa lại, và đi đường địa hình các bác mở nó ra để cái phần phuộc hoạt động. Con này thì trục của nó là trục tháo nhanh Meyer nhôm này, lan hoa thép, vành là được cắt CNC bằng nhôm, lốp thì lốp to. Đấy. Con này thì bánh của nó là bánh 26 x 1.95. Đấy, các bác phải có tầm chiều cao 1m6 trở lên các bác đi xe vừa được. Và phần khung xe thì con này là nó lên đến được thiết kế cao hơn là bằng nhôm rồi, được sơn tĩnh điện chống rỉ, và phần dây phanh là đi dây là dây đi âm khung. Đùi đĩa là của hãng Palowell này. Đấy, đùi đĩa của hãng Palowell, trục là sử dụng là trục đặc, có hai cái vòng bi bạc đạn bên trong. Đĩa trước thì có 3 đĩa trước, 7 đĩa, 7 líp sau, đầy đủ chế độ các bác đi đạp địa hình nhá. Gạt đề sau của hãng Shimano, gạt đề trước là của hãng Shimano Tulay TZ. Và trục yên là con này là bằng nhôm, khung yên thì bằng thép, yên là đạn bọc da bên ngoài, có phản quang sau này. Bidan thì là nhựa cao cấp. Đó. Con này thì có cả phản quang phía trước nữa. Và cái con này thì nó được thiết kế cả cái phần chân trống đi theo xe nữa các bác nhé. Đây, con này là 4,6 triệu. Sang đến phân khúc cao hơn là sang đến phân khúc 6,5 triệu này thì mã của nó là mã Kenji Classic các bác nhé. Đấy, nó được sơn lớp sơn tĩnh điện màu ghi kết hợp với cả màu cam. Con này thì nó được thiết kế là cái phần tay lái cũng là bằng nhôm, bộ bấm xả cũng là của hãng Shimano luôn này. Càng thì vẫn là càng thép đúc nguyên khối, có khóa hành trình ở phần thuộc này. Đây là phần trục tháo nhanh Meyer nhôm, lan hoa thép liền với phần vành. Vành được cắt CNC này, lốp thì là lốp to. Con này bánh cũng to hơn các bác nhé. Bánh là bánh 27.5 x 2.10. Đấy, các bác phải có chiều cao tầm 1m65 trở lên các bác đi xe mới vừa được. Và cái con này thì nó được thiết kế có cả phần phản quang bánh xe này. Phanh là phanh thắng đĩa cơ, không có dầu. Khung thì là được thiết kế bằng nhôm, và nó được xử lý các cái mối hàn thì rất là nhẵn và đẹp như thế này. Sơn tĩnh điện chống rỉ rất là bền, phối hai cái màu ghi và màu cam với nhau. Cái phần đùi đĩa là của hãng Palowell, và con này nó được thiết kế là trục đặc, có hai vòng bi bạc đạn ở bên trong. Và con này thì nó có 3 đĩa trước và 7 lít sau. Đó, 3 x 7 cấp độ của các bác đạp địa hình. Và con này thì phần cọc yên cũng được làm bằng nhôm này, và khung yên thì là bằng khung yên con này thì được làm bằng thép và đạn bọc da bên ngoài. Đó. Và con này thì nó được thiết kế ở đây là cái phần chân trống đi theo xe. Ở bên phần bánh sau thì cũng là thiết kế là cái trục tháo nhanh, thiết kế giống như bánh trước. Ở cái phân khúc giá tiền 6,5 triệu thì con này cũng được trang bị cái cấu hình xe cũng khá là ok. Và lên cái phân khúc tầm trung, phân khúc 9 triệu thì là con này đây các bác nhá. Con này vẫn là của thương hiệu Lai, mã của nó là Toronto. Đi chi tiết một chút về cái cấu hình xe. Tay lái thì nó vẫn là thiết kế là tay lái bằng, và nó được
thiết kế cái bộ bấm xả cũng như là phanh, là tay phanh bằng gần với phần tay lái để các bác dễ dàng sử dụng. Của hãng AX, phanh là phanh của hãng SL, phanh ở đây là phanh dầu các bác nhé. Nó được nâng cấp lên là phanh dầu rồi. Và xuống đến cái phần càng thì càng vẫn là thiết kế là càng thép đúc và có khóa hành trình ở phần phuộc này, phuộc dầu. Đấy. Con này thì trục là trục tháo nhanh Meyer nhôm. Phanh là phanh thắng đĩa cơ không có dầu. Phanh thắng đĩa cơ có dầu và bánh con này thì nó là bánh 27.5 x 2.10. Đó. Các bác cũng phải có chiều cao là 1m65 trở lên các bác mới đi vừa được. Vành là vành nhôm mà được cắt CNC hai lớp. Van ở đây là thiết kế là van châu Âu các bác nhé, van to. Phần nhám thì nó được làm trên bề mặt lốp rất là nhiều này. Đó. Phần khung thì con này được làm bằng hợp kim nhôm và có các cái mối hàn vẩy cá đã được xử lý rất là đẹp như này. Một cái màu cam kết hợp với cả màu đen in chìm thương hiệu của xe và mã này. Con này thì nó được thiết kế trục vẫn là trục yên tháo nhanh. Thì các bác điều chỉnh cái chiều dài yên này, khung yên bằng thép, yên là đệm bọc da bên ngoài chống nước. Bidan đi theo xe bằng nhựa cao cấp. Bộ phận đùi đĩa là của hãng Plowell. Trục là trục đặc này. Đấy. Và cái phần bộ phận chuyển động của nó thì có hai đĩa trước. Hai đĩa trước và có tận 12 đít sau để các bác điều chỉnh cái chế độ đạp đi địa hình các bác nhé. Trục sau cũng là trục tháo nhanh này. Gạt đè sau là của hãng AX. Gạt đè trước là của hãng AX. Đó. Trước tiên là về cái con Papi Lút, giá học sinh tiểu học 3 triệu. Tiếp nữa là cái con Lai Maver 4.6 triệu. Tiếp nữa là con Lai Kenji Classic giá 6.5 triệu. Và cái con giá cao nhất ở đây là con Toronto giá 9 triệu. Đó. Thì các bác có thể cân đối để các bác lựa chọn cho mình một cái chiếc xe đạp nó phù hợp với vóc dáng như là nhu cầu của mình nhé. Và em xin nhắc lại là shop em này, shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp gấp. Đầy đủ các cái phân khúc giá tiền khác nhau. Thì các bác có nhu cầu tham khảo là mua xe để liên hệ trực tiếp với bên shop qua số máy shop để ở phần tiêu đề, phần mô tả. Cũng như kết nối với shop qua Zalo để được quay video, gửi hình ảnh, mẫu mã, tư vấn các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những giao dịch thành công với shop. Các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải.